Thật sự là quá lâu, đã hơn một tháng rồi mà đội ngũ của Dom Studio vẫn chưa hoàn thành xong tập 42. Mặc dù trong thời gian này Dom đã đăng tải một tập season và một tập đặc biệt với nhiều cảnh quay hấp dẫn. Để tăng độ kịch tính và sự háo hức của khán giả, tối ngày hôm kia thì Dom Studio đã tung ra một đoạn clip nóng. À, lộn rồi, một đoạn trailer nóng hổi vừa thổi vừa xem, hé lộ những diễn biến hay nhất sắp tới cho một tập phim dài hơn 20 phút. Các bạn không nghe nhầm đâu, đó là 20 phút đó các bạn ạ. Sẽ có nhiều điều thú vị được tiết lộ trong video để chuẩn bị cho những kịch bản điên rồ nhất sắp tới. Và nếu bạn muốn biết tất cả điều đó, hãy nhớ xem đến hết video này để không bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết nào nhé. Và chào đón tất cả các bạn đã đến với kênh của Boom Game. Nhớ like và đập tàn nút đăng ký kênh cho mình để mình có nhiều động lực làm video hay nữa nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Và còn chờ đợi điều gì nữa, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Mở đầu cho đoạn trailer này là cuộc chiến còn đang giang dở giữa Counter Titan hay chính là tiến sĩ Pen và Pencil Woman của mình các bạn ạ. Cô ấy sử dụng những đầu súng phía sau bắn vào tên Counter Titan. Hắn ta đã nhảy lên tránh được và phản công lại. Chúng ta sẽ được thấy một lớp khiên giống như một đống giấy vụn vậy nhưng vẫn đỡ được cú bắn của Counter Titan. Cuộc chiến sẽ bắt đầu hấp dẫn từ đây khi cả hai lao vào cận chiến. Chúng ta cũng quan sát được khả năng tránh đòn của Pencil Woman. Cô ấy khá là nhanh nhẹn các bạn ạ. Counter Titan không thể đánh trúng được cô ấy. Chính vì vậy, mình nghĩ rằng cuộc chiến sắp tới trong tập 42, tên Counter Titan sẽ chính thức bay màu, không còn cơ thể thứ 3 hoặc là thứ 4 nào đó có thể hồi sinh được nữa đâu. Và bạn nào cũng mong rằng tên Counter Titan này sẽ bị tiêu diệt thì hãy bỏ phiếu ở phía bên dưới nhá. Cảnh trailer tiếp theo khi Dom tiết lộ cho chúng ta về các Titan. Họ đang được nâng cấp cả về phòng thủ lẫn tấn công. Chiếc khiên mới của Titan Cameraman kèm theo vũ khí trên vai. Đặc biệt, anh ấy có một thanh kiếm mới khá là xịn sò. Mình cũng chưa nghĩ ra được sức mạnh của nó sẽ tạo ra là gì các bạn ạ. Về phía Titan TV Man, từ các tập trước anh ấy đã bị thương khá nặng. Với lần sửa chữa và nâng cấp vội vàng này, Titan TV Man của chúng ta được lắp thêm hai cái màn hình nữa trên người. Đúng là kiểu thể hiện rằng nhà không có gì ngoài TV các bạn ạ. Sau đó chúng ta cũng bắt gặp nhân vật ký sự TV Man ở đây. Nếu các bạn để ý đến những lời của kỹ sư TV Man này đã nói, đây là những vũ khí mà chúng tôi có thể làm, các đặc vụ khác sẽ gia nhập cùng các bạn sau đó. Đến đây các bạn nào nghĩ rằng tại sao ông ấy lại nói như vậy không? Thực ra trong lần nâng cấp này, các Titan của chúng ta không trở về căn cứ các bạn ạ, mà họ vẫn đang ở chiến trường. Phe Liên Minh đã dùng máy bay mang trang bị đến cho họ. Chính bởi vậy, nâng cấp và sửa chữa này hơi gấp rút, họ chỉ chuẩn bị được những thứ như vậy cho các Titan bị thương mà thôi. Bên cạnh đó, các đặc vụ sẽ đến sau mà ông ấy nhắc đến, chắc có lẽ đó chính là các nhân vật như sát thủ The Real Man hoặc là các Woman khác nữa. Và lúc này thì The Real Man và Speaker Man cũng đã bay đến. Họ xếp đội hình trông thật đẹp mắt và chuẩn bị thực hiện hành động. Đó chính là việc lôi Z-Man ra khỏi cái vỏ bọc của siêu cỗ máy. Trời ạ! Lần trước nếu không có Titan Clockman thì bốn Titan này đã bay màu và lên thiên đường hết rồi còn đâu. Bây giờ mới được lắp thêm vài ba món đồ thôi, lại muốn chiến đấu tiếp rồi ư? Báo vừa thôi các anh ơi, vì các anh mà Titan Clockman đã suýt chút nữa cạn kiệt sức lực đó. Còn theo các bạn, liệu bốn Titan của chúng ta liệu có cơ hội lôi được Z-Man ra khỏi siêu cỗ máy hay không? Hay là họ tiếp tục trở thành báo thủ đây? Và tiếp theo trailer hấp dẫn nhất cho tập 42, đó chính là cảnh Sinister và Titan Clockman solo 1-1. Nghe cái giọng của ông Sinister này cũng thấy đáng sợ các bạn ạ. Gì mà? Multiverse là của ta. Trời ơi, mình cố đọc rồi mà vẫn không giống được các bạn ạ. Titan Clockman thì bị đẩy lùi ra phía sau. Ông Sinister này vừa đi vừa nói, bạn đã cố gắng nhưng cũng chỉ thất bại mà thôi. Mặc dù chúng ta thấy Titan Clockman đã sử dụng khả năng tạo ra hàng trăm cú chém, giống cái cách mà anh ấy đã tiêu diệt Counter Titan, nhưng nó hoàn toàn vô tác dụng với Sinister này các bạn ạ. Ông ấy thậm chí còn phản đòn lại Titan Clockman. Và giờ đây, một tấm khiên hiện ra, nhân vật Future Clockman đã xuất hiện đúng lúc. Anh ta lẩm bẩm một câu gì đó mà Dom không để phụ đề. Nếu không nhầm thì nội dung mà anh ta đã nói chính là: đây không phải là những gì tôi đã thấy trong tương lai. Hay nói một cách khác, Future Clockman xuất hiện lần này mục đích không phải là giúp bất kỳ ai cả, mà anh ta có nhiệm vụ hòa giải. Anh ấy sẽ giúp hai nhân vật không đánh nhau nữa và cùng chung sức chống lại phe Sipen và bọn người ngoài hành tinh đang chuẩn bị xâm chiếm trái đất. Bên cạnh đó, chi tiết mà mình mong đợi nhất tập 42 sắp tới đó chính là sự xuất hiện của một nhân vật mới, nhân vật Woman đó các bạn ạ. Woman lại là Woman đó các bạn ơi. Lại mệt rồi khi tôi lại phải thêm vào danh sách sim của mình một cô nàng mới. Cô ấy xuất hiện nhưng lại nói một cái gì đó là điện ảnh nhưng không thể tốt. Trời ơi, chả hiểu một cái gì luôn. Nhưng
Mình nghĩ để ngăn chặn trận chiến giữa Sinister và Titan Clockman thì một mình Future Clockman này là chưa đủ. Chính vì thế, có lẽ họ sẽ dùng mỹ nhân kế, dùng nhân vật nữ mới này đến để giúp sức các bạn ạ. Nhưng mình lại chưa biết tên cô ấy. Nếu bạn nào biết tên, hãy nhớ comment ở phía bên dưới nha, để mình thêm vào danh sách cho nó dễ. Vậy là với việc Dom Studio đã tung ra video trailer cho tập 42 cuốn hút như thế này, chắc chắn rằng với thời lượng hơn 20 phút, mình tin chắc tập 42 sẽ là một tập phim điên rồ và hấp dẫn nhất từ trước đến nay. Nhưng nghĩ đến việc tập gốc dài hơn 20 phút thì mình không biết liệu video phân tích của mình có dài đến 1 tiếng không nữa. Hy vọng là điều đó không xảy ra các bạn ạ. Chứ không ngồi phân tích tới tận 1 tiếng đồng hồ thì mình toang mất thôi. Dù sao thì các bạn cũng không phải quan tâm đến điều đó đâu. Xem tập 42 đó là việc của các bạn, còn việc phân tích thì cứ để Boom Game lo. Chính vì vậy, đừng quên like và đăng ký kênh cho mình để đón xem những video mới nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.